Bây giờ chúng ta sẽ qua phần 2 là các bạn có thể là chuyển cái file này thành một cái dạng khác. Đó là cái dạng mà khi mà chúng ta open file ở đây thì nó sẽ tự động nó sẽ chiếu luôn. Ha, nó không vô cái cửa sổ mà soạn thảo này nữa. Như vậy thì các bạn chỉ cần chọn save. Ha, các bạn chỉ cần chọn save. Và chọn kiểu là PowerPoint show. Rồi, như vậy cái quá trình mà các bạn sẽ mở cái PowerPoint show này lên nè, lúc mà chúng ta mở đấy, nó chạy trực tiếp để trình chiếu luôn, chúng ta không cần phải trong quá trình giảng bài thì nó sẽ trình chiếu từ cái slide đầu tiên của mình. Đấy, các bạn thấy là nếu như mà chúng ta lưu ở cái dạng là PPS nha, cái này nó là PowerPoint show đây, PPS XX là X là do là cái phiên bản từ 2007 trở đi. Thì các bạn, cái quá trình mà chúng ta đã tự động chuyển theo cái thời gian của mình và ghi âm là xong ở phần 1. Phần 2 tôi hướng dẫn các bạn là lưu ở cái dạng file trình chiếu. File trình chiếu. Bây giờ đến phần 3 là thay vì mà chúng ta chỉ đơn giản như thế thì chúng ta có thể là chuyển cái file này để đến những cái vị trí hội nghị hoặc là giảng bài ở những nơi khác mà giả sử chúng ta không có mang cái máy tính của chúng ta đi, và cái phiên bản PowerPoint ở cái chỗ mà chúng ta mượn máy đó nó cũng không có đúng cái phiên bản của mình. Vậy thì làm sao? Chúng ta sẽ sử dụng là cái menu file. Các bạn sẽ chọn một cái công cụ rất là hay, các bạn chọn export và package presentation for CD. Công cụ này rất là hay. Như vậy chúng ta chọn cái package for CD. Bây giờ nó sẽ lưu cho chúng ta là cái tên bài giảng, bấm cap. Ok, mình chọn là copy to folder, mình lưu ở trong document. Ok, rồi như vậy thì các bạn copy nguyên cái folder này đi, copy nguyên cái folder này đi, thì đến bất kỳ nơi đâu kể cả máy tính đấy không có PowerPoint, bạn vẫn có thể trình chiếu được cái file này của mình. Không có PowerPoint mình vẫn có thể trình chiếu được nhé. Như vậy thì cái phần 3. Phần tiếp theo là bây giờ các bạn muốn chuyển cho người học một cái file không phải là PowerPoint, nó phức tạp quá. Các bạn chuyển theo cái dạng là file phim luôn, video. Thì các bạn chọn vô menu file, chọn export và chúng ta chọn là Rate a Video, chọn Full HD, tạo. Và ở đây chúng ta cũng lưu ngay tại đây luôn với cái kiểu định dạng là MP4. Tiếp tục với lại âm thanh. Quá trình chuyển thành file MP4 bắt đầu. Các bạn đợi cho nó chuyển xong nhé. Rồi,
các bạn đã chuyển thành công. Này, bài giảng bấm cấp mạng, chúng ta đã quay phim xong. Thế các bạn thấy là chúng ta quay phim lại thì cái âm thanh nó cũng lưu trong cái file phim luôn. Như vậy các bạn có thể là dùng cái file phim này để up lên Google Drive hoặc là YouTube để cho sinh viên xem. Như vậy thì cái quá trình chúng ta chuyển từ một cái file PowerPoint thành cái file phim rất là đơn giản. Thì chúc các bạn thành công, có những cái kết quả giảng dạy tốt nhất. Cảm ơn.